nó rơi vỡ hay gì đó thì ok mình mới lên đời sẵn nghiệp luôn anh chị, chứ còn mà tự nhiên thì không ha. Em review unbox iPhone 16 Pro Max. À, đến khi hàng Việt Nam mình chính thức bán thì nó trên nhau cũng đâu đó tầm khoảng 10 đến 11 triệu mới chính thức được cầm hàng trên tay nha. Anh chị sẽ review màn hình mỏng hơn, nhưng mà theo em thì mỏng hơn một chút xíu thôi, đừng có nói là quá nhiều nha. Thật ra khi mà mình cầm cái chiếc máy, hai chiếc máy mà không có so vào nhau á thì hầu như anh chị không thấy được sự khác biệt, đó là cái điều rõ ràng luôn. Cái thứ hai là ngoại hình y chang nhau, chỉ khác là bây giờ con này nó có cái màu vàng cát nè. À, cái màu này thì em nghĩ năm nay nó sẽ hot hơn, nó giống như cái màu natural của năm rồi á. À, nhưng mà anh chị đừng rơi vào cái bẫy là vì cái màu này mà trên nhau 4 năm cũ ha. Trên nhau 5-700, 1 triệu, 2 triệu ok có thể là bấm bùng để anh chị chọn. Nhưng mà trên mức con số 4-5 triệu là quên nó giùm em luôn, tại vì ai cũng phải xài ốp hết trơn á. Rồi bên cạnh hông á, nó có cái nút điều chỉnh camera. À, anh chị nhấn xuống, nhấn cảm ứng lực á 3 lần thì nó ra xe những cái tông màu phong cách rồi cho anh chị chọn ha. Cái này thì em nói cũng tùy chọn, có cũng được mà không có cũng chả sao anh chị. Thật ra cái này nó rất là nhỏ, anh chị rất là khó để mà tinh chỉnh giống như mình thì mình set up ở trên đây đó. Thành ra em nói cái nút này ok có thì cũng tốt đi, mà không có thì nó cũng không sao nha. Tính là thay đổi lớn nhất ở bên trong đó, đó chính là chip A18 Pro. A18 Pro thì hiệu năng được hãng công bố đó, nó mạnh hơn tầm khoảng đâu đó 10-20% so với 15 Pro Max, nhưng mà cái này phải xài thực tế nha. Thật ra em nói những cái thông số hãng đưa ra thì mình phải, đó là lý thuyết thôi, phải trải nghiệm thực tế thì mình biết được nó sự khác biệt lớn nhỏ, chứ nó chỉ là thông số thôi, không hơn không kém. Mà đối với em đang xài 15 Pro Max thì em edit video trên đây nè, rồi em chụp hình quay phim hoặc em chơi game thì em thấy nó là quá đáp ứng cho mình rất tốt rồi, không nhất thiết phải bỏ thêm 10 mấy triệu để mà lên đợi con 16 Pro Max này. Ngoại hình không khác biệt, cầm nắm y chang, cân nặng y xì. Camera trước sau thì cái camera trước sau thì nó sẽ có thêm một cái mắt là 48 megapixel. Anh chị nào mà chụp góc rộng nọ kia thì nó sẽ, nhưng mà cái góc rộng cũng ít ai sử dụng đó. Thì nếu mà anh chị có tài chính dư giả nọ kia và thích cái màu này, anh chị có thể lên đời cho em Cường ha, ngay bây giờ. Còn không nữa thì anh chị vẫn có thể chọn 15 Pro Max sao một cách rất là ok ha. Đây anh chị, 16.9 thì nó sẽ lớn hơn như đây nè, anh chị thấy không? Đó, em đặt xuống đây nè. Nó cao hơn một chút xíu ha. À, cầm tí cầm lui mà em không biết con nào là 16 Pro Max luôn. Nếu mà thật sự hai cái chiếc máy này mà cùng màu ha thì em Cường sẽ bị nhầm lẫn anh chị. Mức trên như vậy là chưa có đáng để anh chị lên đời. Tất nhiên đó là những người mà có tài chính vừa đủ hoặc tài chính thấp, còn nếu mà anh chị mà giàu quá thì thôi, em thua. Giàu quá thì mình thích thì mình cứ nhích thôi chứ không có bàn cãi được nữa anh chị ha. Đó.